Rồi, chào kính chị, chào bạn, trở lại với chuyên hàng Hùng xe hơi nhé. Hôm nay thì bên em lại về thêm Honda CB nhập khẩu. Đây là phiên bản cao cấp nhất L. Đây, chúng ta nhìn ngay cái đèn sương mù hình chữ nhật là thấy ngay. L trắng 2018 và xe tư nhân biển tỉnh. Bọn em rút hồ sơ xong rồi nhé. Hiện nay thì xe này Odo đang là 3 vạn km và bên em chào bán là 975 triệu đồng. Đó. CRV thì showroom em nhập về khá nhiều, hiện nay vẫn còn 3 xe nữa nhá. Hai xe đỏ, một xe trắng. GL có đủ cả. Đây, bản nhập khẩu ghế bản full nhập khẩu ghế da vẫn còn nhắc bảo dưỡng này. Đó, xe được trang bị khá option rồi. Vì sao? Là vì thường CRV đời 17, 18 nhập khẩu ấy là những cái lô mà chúng ta thường phải mua thêm phụ kiện. Và phụ kiện thì thường bao gồm như bậc lên xuống và nẹp bước chân có đèn như này. Đó. Đây em quay nhanh qua cửa xe này, keo chỉ này. Lăn quanh 1 tỷ. Đó. Đời 18 thì vẫn là 1 tỷ nhá. Đời 20 thì bên em vẫn bán lăn quanh vào khoảng 1 tỷ 075 triệu đồng. Cũng là bản cao cấp nhất. Thế này thì về khá nhiều xe mới. Một đặc điểm của xe Nhật là đa phần đắt đến mấy thì xe cũng không trang bị cảm biến phía trước nhé, chỉ có cảm biến phía sau thôi. Bản cao cấp nhất này thì hơn bản thường chúng ta có gạt mưa tự động này, đèn sương mù, đèn halogen này, túi khí, cửa sổ trời, cốp điện chưa có đá cốp nhé. Đấy, bản này thì chúng ta có cửa sổ trời này, cốp điện này. Đó. Nhà những cái xe 18 này thì gần như là full đầy đủ option rồi. Mua về là chỉ đi thôi. Nhà hiện nay thì thị trường khá là khan CRV nhập khẩu. Đây nội thất ghế này. Đấy. Cái má ghế này nó cũng không bị nhiều vết như là những cái xe đi quá nhiều. Bản chất là bên em nhập xe đa phần là những xe đi cũng khá là ít. Chất xe cụ thể như nào thì anh chị vui lòng alo bốc máy giúp em để hẹn lịch xem xe trực tiếp nhé. Bên em không ngại vấn đề bao test hay là kiểm tra xe, hợp lý là mình thuận mua và bán thôi. Đó, xe trong showroom thì anh chị thông cảm giúp em là em không vay kỹ được, gửi đến anh chị thông tin và sơ qua về tình hình chiếc xe thôi. CRV nhập khẩu 2018, ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, tên tư nhân, xe đi 3 vạn km nhé. Bên em chào bán là rồi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo về xe cũ nhé. Đó, ủng hộ giúp em bằng cách like, share, subscribe cả xe cũ và xe mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.